Cảm ơn các bạn đã sử dụng máy làm mát cao cấp Daikyo DK2500B. Máy có khả năng giảm nhiệt độ xung quanh xuống từ 4 đến 8 độ C và cung cấp cho các bạn một không gian thoáng mát trong mùa hè nóng bức. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng và vệ sinh máy làm mát cao cấp Daikyo DK2500B. Trước tiên, chúng ta hãy kiểm tra xem nước đã đổ đúng vạch chưa. Nếu chưa, các bạn hãy đổ đầy bình nhé. Để máy làm mát hiệu quả hơn, chúng ta có thể bỏ thêm đá vào trong bình chứa nước. Đặc biệt, máy làm mát cao cấp Daikyo DK2500B có bảng điều khiển từ xa nên rất thuận tiện để sử dụng. Để khởi động máy, chúng ta nhấn nút on off trên bảng điều khiển hoặc điều khiển từ xa. Sau đó ấn nút cool để khởi động hệ thống bơm nước và nước sẽ tự động chảy ngược lên tấm columbet. Nhờ thiết kế thông minh theo nguyên lý làm mát tự nhiên thì không khí được đẩy ra ngoài rất là mát lành. Để điều chỉnh tốc độ gió, bạn hãy nhấn nút switch để lựa chọn mức gió từ thấp, trung bình và cao. Daikyo DK2500B có 4 hướng đảo gió. Bạn chỉ cần nhấn nút screen left right sẽ tự động quay trái phải, hoặc ấn nút screen up down sẽ tự động đảo gió lên xuống. Nếu muốn hủy bỏ chế độ, hãy quay lại nhấn nút thêm một lần nữa. Ấn nút timer để kích hoạt chức năng hẹn giờ từ 1 đến 24 giờ. Nếu bạn không muốn hẹn giờ nữa, hãy ấn nút timer thêm một lần nữa, chức năng này sẽ tự động tắt đi. Khi bạn ngủ, hãy bật máy làm mát cao cấp Daikyo DK2500B về chế độ Sleep thì máy sẽ tự động điều chỉnh vận tốc gió, độ ồn về 3 mức lý tưởng, tạo cảm giác tốt nhất cho người sử dụng. Bạn hãy khởi động chức năng Humidifier giúp cân bằng độ ẩm về mức lý tưởng nhất, tốt cho sức khỏe và không gian sống của bạn. Đặc biệt nhất, bạn đừng bỏ qua nút Ionizer để bật chức năng tạo ion âm, giúp lọc không khí bao gồm bụi bẩn, mồ hôi hiệu quả nhất. Tùy thuộc vào môi trường hoạt động mà 1 tuần đến 3 tháng, bạn nên vệ sinh máy một lần để đảm bảo máy hoạt động hiệu quả. Và sau đây sẽ hướng dẫn bạn quy trình vệ sinh định kỳ máy làm mát cao cấp Daikyo DK2500B. Việc vệ sinh máy khá đơn giản, những người phụ nữ trong gia đình cũng có thể thực hiện được một cách rất là dễ dàng. Trước tiên, bạn rút phích cắm ra và không để nước hoặc chất lỏng dính vào bảng điều khiển. Sau đó chúng ta bắt đầu làm sạch máy làm mát bằng các bước sau: tháo chốt gài và kéo tấm lưới lọc ra. Tấm lưới lọc này có tác dụng ngăn cản bụi xâm nhập vào tấm columbet. Bạn hãy làm sạch tấm lưới lọc với chất tẩy chuyên dụng của nhà cung cấp và bàn chải mềm, sau đó đem phơi khô. Tiếp đến, bạn hãy nhấc tấm làm mát xuống. Tấm làm mát có cấu tạo độ gạnh 45 độ nên chúng ta sử dụng vòi nước xịt xuyên vào các gạnh để trôi đi bụi bẩn. Sau khi vệ sinh sạch thì đưa đi phơi khô. Cuối cùng là làm sạch thân máy. Bạn hãy sử dụng một ít chất tẩy rửa nhỏ lên một miếng vải mềm, sau đó lau lại với nước sạch. Sau khi lưới lọc và tấm làm mát khô thì chúng ta sẽ lắp vào như tiến trình ngược lại khi tháo ra. Vào mùa lạnh không sử dụng, các bạn vệ sinh sạch sẽ, phơi khô rồi quấn ni lông lại để không bị côn trùng và lầm tổ, ảnh hưởng đến cấu tạo và chất lượng của máy. Như vậy, cách vệ sinh máy làm mát cao cấp Daikyo DK2500B cực kỳ dễ dàng. Bạn hãy vệ sinh máy thường xuyên để máy hoạt động tốt nhất nhé. Nếu còn thắc mắc, hãy truy cập vào website tapdoandaiviet.com.vn để biết thêm chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn cho các dòng sản phẩm khác của máy làm mát cao cấp Daikyo.